ông cha ông làm gì ta? Bán như vậy. Tiêu cái vỉa hè hết đẹp ha. Ừ. Vỉa hè mình đậu chiếc xe còn dư. Mấy bạn hiểu con không chứ? Ồ, để cái nhà đẹp kìa. Nhớ cái đường này trước nó kinh khủng. Má tôi tối mà chạy dọc nhiều dọc nhiều. Chứ bây giờ mà bệnh sốt mà cũng hốt cái đường này trước. Ngay sáng nay đường này nhưng cái đoạn đường này cái tiềm năng để phát triển nó kinh doanh nó thấy tại vì nó là đường giống như đường cao tốc. Đúng rồi, cái đó. Này là biết sao thằng Quý Tới trên kia là nó cái điểm hút, nó là cái đầu hút. Giờ giờ trên kia có thành phố không ngủ rồi nè, có mấy khu thương mại chơi chơi kia casino rồi nó có đủ hết. Giấy đẹp ghê luôn. Làm giấy đơn giản vậy thôi. Bán được giá đó nha, bán giá cao mấy khu khác không á.